phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem tư ta vào nơi lắng nhung, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm mã nuôi người hơn đường người ủi ân, tìm hiểu biết người hơn đường người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn đường người mến yêu. Vì chính khi hiện thân là khi đường nhận lên, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh Thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Xin hãy dạy con tìm mã nuôi người hơn đường người ủi ân, tìm hiểu biết người hơn đường người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn đường người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lên, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh Thánh ơi, xin mở rộng lòng con.
xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên.